thì có thể hôm nay xuất sắc hơn hôm trước, nhưng có thể biểu diễn hôm sau và các tổ chức rất nhiều đội xuất sắc thì tập thể nơi này cũng như là dành cho các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.